Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bảy của em nha. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục phục vụ cho anh em ha. Hôm nay em yêu khoa học đó nghe anh em. Nó có một cái tông đơ hớt tóc ha. Đó, hiệu của National. Đó, xài điện nha anh em. Cái này xài điện 100V ha. Đó, anh em nào yêu khoa học thì mang về chế cháo rồi đó sử dụng ha. Thì con này em bán giá 150.000 anh em, chuyển khoản đủ em bao ship nha. Đó, tình trạng của nó nãy em mới test ha, là nó è nha anh em. Đó, nó è ha, chắc nó bị kẹt cái gì trong đây nè. Nó è ha, National luôn nè. Anh em lưu ý là xài điện 100V nha. Đó. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha, qua số điện thoại có ghi phần tiêu đề. Cái găng nó còn nguyên anh em, chưa có mẻ ha. Đó, tình trạng thì máy thì em găm điện thì nó è. Rồi, 150.000 ha, chuyển khoản đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Rồi, em xin kết thúc clip nha.